Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của mình. Thì trong video này thì mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn thêm một lô hàng biến áp cách ly nội địa Nhật ha. Thì hoàn toàn tất cả những cái sản phẩm hôm nay đều là nguồn gốc và xuất xứ là sản xuất ở bên Nhật hết ha. Thành ra thì các bạn cứ yên tâm về vấn đề chất lượng nha. Đây thì đầu tiên thì mua hàng thì cứ liên hệ mình trực tiếp qua số điện thoại là 0938 617 738. Mình tên là Quý ở Biên Hòa, Đồng Nai. Đặt hàng thì lúc nào mình cũng ưu tiên cho khách chuyển khoản trước, còn khách nào mà nhận hàng trả tiền á, thì vui lòng đặt cọc trước cho mình 20% giá trị sản phẩm nha, tại vì những cái hàng này nó rất là nặng, phí vận chuyển nó rất là cao. Toàn bộ giá bán ở trên này thì đều đã bao gồm luôn phí vận chuyển rồi nha. Thì thành ra thì các bạn cứ thanh toán cho mình đúng cái số tiền như vậy là các bạn nhận hàng thôi nha. Rồi thì tất cả những sản phẩm hôm nay thì rất là nhiều ha, gọi là vô số. Hôm nay là mình có tổng cộng là khoảng 30 cục ha, mình có 30 cục, rất là nhiều cái sự lựa chọn cho các bạn. Thì các bạn vui lòng coi thật là kỹ ha, các bạn coi thật là kỹ để lựa chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp nha. Thì những sản phẩm hôm nay thì bao gồm có từ 300 VA đến 3 kVA, tức là 0.3 đến 3 kg đó các bạn đó. Thì các bạn cứ coi từ từ để các bạn lựa chọn cái công suất cho phù hợp. Rồi thì trước khi đi vào chi tiết thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem biến áp cách ly là gì. Thì mình lúc nào mình cũng nói luôn, thật sự là các bạn bạn nào mà chưa có khái niệm gì về biến áp cách ly là vui lòng coi kỹ cái đoạn video này giùm mình nha, để tránh cái trường hợp mà các bạn cứ gọi lại hỏi là làm rất là mất thời gian nha. Mình đã giải thích tất tần tật ở trong cái video này luôn nha, các bạn vui lòng coi thật là kỹ nha. Rồi thì trước khi đi vào video thì các bạn vui lòng bấm nút like, đồng thời khách nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem biến áp cách ly là gì. Rồi đầu tiên thì chúng ta cần hiểu biến áp cách ly là gì. Biến áp cách ly tức là một cái loại biến áp, trong đó thì cái cuộn thứ cấp và cái cuộn sơ cấp nó độc lập lẫn nhau. Qua đó thì nó tránh cho chúng ta cái hiện tượng là cái thứ nhất, nó có ưu điểm thứ nhất á là hai cái cuộn nó riêng nhau, thì cái điện cái nguồn ra của chúng ta là một cái nguồn điện sạch ha, tức là nó sẽ không có bị nhiễu bởi cái nguồn điện vào. Đó cái ưu điểm thứ nhất. Cái ưu điểm thứ hai của biến áp cách ly là mọi một điểm ở trên đầu ra này, bất cứ một cái điểm nào ở trên đầu ra này thì điện áp của nó đều là 0V ha các bạn. Thì nói một cách chính xác thì hiệu điện thế của nó so với đất tức là nó 0V. Qua đó nó tránh cho chúng ta cái trường hợp là bị giật điện ha các bạn. Đó là cái ưu điểm tuyệt vời của nó. Đó là cái ưu điểm của biến áp cách ly. Thì sẵn đây thì qua đây thì mình giới thiệu biến áp cách ly, thì mình sẽ trả lời cho một vị khách một cái câu hỏi này là thực sự ra cái câu hỏi này là câu hỏi nó rất là đơn giản. Vị khách này là gọi là thiếu hiểu biết nhưng mà lại thích ra vẽ ta đây, thì đây thì mình sẽ trả lời luôn ha. Thì vị khách cứ nhắn vô Zalo cho mình, tức là nó chưa có tải thì làm sao mà nó có điện để mà giật. Thì thực sự ra cái khách đó thì không có hiểu gì về điện hết. Có tải hay không có tải, các bạn lưu ý là điện xoay chiều nha, có tải hay không có tải thì nó cũng vậy ha. Khi nào mà có tải rồi á thì tức là nó đi một mạch khép kín, thì điện xoay chiều của nó thì tất nhiên là nó sẽ về trung tính rồi. Thành ra thì có tải nó cũng không như không có như cũng 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 như là không có tải vậy thôi ha các bạn. Bởi vậy vì sao thì ở nhà chúng ta mà cái dây nguội đó, tức là cái dây mát đó, chúng ta chạm vô thì chúng ta sẽ không có thấy giật. Tức là bởi vì sao? Bởi vì nó lúc nào trong nhà chúng ta cũng có một cái thiết bị điện nó đi vào mạch khép kín rồi ha. Mặc dù trong nhà chúng ta là đang sử dụng rất là nhiều thiết bị ha, ví dụ tivi, tủ lạnh, quạt này kia cái nọ nó đang chạy cùng một lúc đó, nhưng mà chúng ta chạm vô cái dây trung tính á, nó không có bị giật. Đó thì thấy khách đó thì nói thẳng ra là rất là kém hiểu biết ha, đặt những cái câu hỏi đó thì nó hơi bị ngớ ngẩn. Thì đây thì qua đây thì mình sẽ cũng chứng minh cái điều đó cho các bạn coi luôn ha, thì nói có sách mách có chứng ha, mình sẽ chứng minh cái điều đó cho các bạn coi lên. Thế nào gọi là hiệu điện thế bằng không ha các bạn? Đây thì mình sẽ có một cái cục biến áp cách ly mình đang để cho nó vào là 220V và ra là 110V. Đây. Bây giờ mình sẽ bật nó lên. Đây là đang có điện ra nha các bạn. Đây là một cái CB chống giật để mình test chức năng của nó, xem là nó có chúng ta bị giật thì nó có ngắt hay không. Đây là đi đầu tiên thì chúng ta cần biết là nó sẽ hoạt động hoàn hảo đó, nó còn hoạt động rất là hoàn hảo các bạn. Đó. Tức là nếu mà chúng ta bị giật thì chắc chắn là nó sẽ bị ngắt đó ha. CB này dòng rò của nó 15A thì nó rất là nhạy ha các bạn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ test cái khả năng mà chống giật của nó ha. Đây các bạn coi nè, đó. Đó mình có chạm vô nè, nó đâu có sập đâu các bạn ha. Đó, mình có chạm vô nè. Các bạn lưu ý là chạm vô một điểm thôi nha. Đây các bạn không chạm hai đầu cùng lúc, mà chạm hai đầu cùng lúc và hiệu điện thế nó là 100V là chắc chắn là chúng ta đi chạm gặp ông bà đó. Nó sẽ không có giật ha. Đó. Nhiều bạn nói nó không có điện, đây thì mình sẽ minh chứng cho các bạn coi. Đây có điện này các bạn, đó bút từ điện sáng này ha các bạn, đó bút từ điện sáng đó nha, đó, bút từ điện sáng nó chắc chắn là nó sẽ có điện ha. Đó
Đây, đây bút thử điện này, đó có điện nha các bạn, đó có điện nha, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ không có bị giật điện, đó là cái ưu điểm của biến áp cách ly. Đó, rồi trả lời cái câu hỏi cho vị khách kia luôn là vì sao hiệu điện thế của nó, đầu ra của nó so với đất là nó là 0V. Thì đó là cái ưu điểm của nó rồi, đây đây mình sẽ chứng minh hiệu điện thế so với đất nó là 0V cho các bạn coi ha. Đây này, ví dụ như bây giờ đây đi, đó đó các bạn coi để ý là nó đang khi có điện ha, đúng không các bạn? Tức là nó chưa có so với đất, nó chưa so một cái gì đó thì chắc chắn là đang có điện này. Nhưng mà khi mà mình chạm tay vào đó thì lúc ngay lập tức thì nó sẽ so mình tức là mình chân mình đang chạm đất rồi, nó sẽ so mình là lập tức là nó sẽ không có điện ha các bạn. Đây này, đó đó các bạn để ý không? Đó, ngay lập tức là hiệu điện thế của nó so với đất là sẽ là 0V. Thì 0V thì thằng này thì nó đâu có còn cảm ứng được gì đâu mà nó kêu ha các bạn. Đó đó đó, ngay lập tức này các bạn, bởi vậy chúng ta sẽ không có bị giật điện ha. Đây này các bạn coi này, đó đồng hồ bút thử điện sáng ha các bạn, đó bút thử điện sáng ha, và ngay lập tức mình chạm vô là bút thử điện tắt đó các bạn coi, đúng không? Đó, ngay lập tức mình chạm vô là bút thử điện nó sẽ tắt này. Tức là hiệu điện thế của nó luôn luôn ha, bất kỳ một điểm trên đầu ra này, hiệu điện thế của nó so với mặt đất đều là 0V hết nha các bạn. Thành ra thì nó tránh cho cái trường hợp chúng ta mà bị giật điện rất là an toàn ha các bạn. Đó, đó mình chạm vô cái ngay lập tức là nó 0V này các bạn. Đó đó, bình thường thì đó mình mới nói bình thường á, đợt trước mình có nói với các bạn rồi, mình không có nói là những cái dây này nó không có điện ha, mình chỉ nói nó là điện của nó so với lại mặt đất đều là 0V thôi, chứ mình không nói nó không có, đây có, nó có điện này các bạn, chắc chắn là nó sẽ có điện đó. Nhưng mà tại sao chúng ta chạm vô thì nó sẽ không có bị giật đó các bạn này, chúng ta chạm vô chúng ta sẽ không có bị giật này các bạn. Tức là khi chạm vô rồi thì cái hiệu điện thế của nó so với chúng ta thì nó là 0V và chúng ta sẽ không có bị giật ra, hoàn toàn là yên tâm tuyệt đối ha các bạn. Đó, tại mình vẫn đèn vẫn đang sáng ha các bạn. Đó thì đó thì mình sẽ trả lời cho cái khách đó luôn, mở mang kiến thức. Nhiều khi mà chúng ta trước khi chúng ta mà phán một cái gì đó thì chúng ta phải tìm hiểu trước trước khi nói. Rồi qua đó thì cũng minh chứng cho các bạn coi về cái ưu điểm của biến áp cách ly luôn ha. Rồi xong cái phần thí nghiệm rồi nha, bây giờ bắt đầu đến phần giới thiệu sản phẩm ha. Rồi đầu tiên số 1 là có giá là 750.000, 750.000 giá đã bao gồm luôn phí vận chuyển nha các bạn. Đây, trước tiên thì chúng ta sẽ coi cái ngoại hình của nó ha. Ngoại hình của những cái cục này thì đa phần là những cái hàng mà nó tháo từ cái tủ điện nó ra thì nó sẽ không có bị oxy hóa, tức là nó sẽ không có bị nắng bị mưa ha. Thành ra thì những cái ngoại hình của nó rất là đẹp ha. Cục này nó có công suất là 300VA, 300VA tức là 0.3 kg đó các bạn. Cục này nó cực kỳ lợi hại cho các bạn sử dụng âm thanh ha. Cục này là khách nào mà chơi âm thanh là không nên bỏ qua cục này. Vì sao? Bởi vì thứ nhất là nó có ba đường điện vô này các bạn, vô 100, vô 108, vô 200 và vô 220. Điện ra của nó gồm có ba cấp điện ra ha các bạn, ra 90V, ra 100V và ra 110V. Tuy nhiên đầu ra của nó sẽ có hai cuộn độc lập các bạn, tức là bên này một một bên này một nhánh, bên này một nhánh này các bạn, đó hai cái cuộn độc lập nhau thì thành ra thì nó sẽ có hai cái nguồn điện tách biệt nhau. Bởi vậy thành ra thì ví dụ như chúng ta sử dụng cái đầu đĩa, chúng ta lấy cái nguồn bên này, chúng ta sử dụng cái đầu lọc chúng ta lấy cái nguồn bên này, thì đó thì cái đầu đĩa với cái đầu lọc thì nó sẽ không có bị nhiễu lẫn nhau ha. Đó nó có hai hai cấp nguồn ha, ba cấp điện ra này, ba cấp điện ra nó chia làm hai nhánh luôn, mà hai nhánh độc lập nha các bạn, cách ly hoàn toàn luôn ha. Đó cục này là rất cực kỳ đã cho khách âm thanh ha, sở hữu liền ha. Cái này chúng ta sử dụng đầu lọc hoặc là đầu đầu lọc hoặc là đầu đĩa riêng đó, còn cái âm ly thì sử dụng cái cục này thì nó hơi yếu mà các bạn. Đó 300VA, cân nặng của nó là 6,5 kg, giá của nó là 750.000, cục số 1 đã bao gồm luôn phí vận chuyển ha. Qua đến cục số 2 thì có giá là 800, 800 đã bao gồm luôn phí vận chuyển nha. Cục này có công suất là 500VA, 500VA tức là nửa ký đó các bạn. Nó gồm có ba cấp điện vào ha, vào trăm vào 200, vào 220 và vào 240. Điện ra nó gồm có một cấp điện ra ha các bạn, một cấp điện ra ra 100V. Cái này của hãng Fukuda ha các bạn. Hãng Fukuda sản xuất bên Nhật luôn ha, Made in Japan này các bạn. Đó công suất là 500VA. Đó. Cục này thì như mới luôn. Nói chung là những cái ngoại hình của mấy cục này thì không cần phải bàn cãi ha. Đó, ba cấp điện vào, một cấp điện ra. Cục số 2. Cân nặng của nó là 6,5 kg ha, công suất 500VA, giá của nó là 800 đã bao gồm luôn phí vận chuyển ha. Rồi cục số 3 này thì các bạn phải nhanh tay lên nha. Mình đã nói các bạn rồi, những cái cục nào mà mình nói các bạn nhanh tay thì các bạn phải cầm sẵn cái điện thoại em, các bạn coi mình giới thiệu là các bạn mua không kịp ha. Cục số 3 này có giá là 1 triệu nha các bạn. Giá 1 triệu đã bao gồm luôn phí vận chuyển ha. Cục này có cân nặng của nó là 8,5 kg. Điện áp vào của nó gồm có ba cấp điện vào các bạn, vào 108, vào 200 và vào 220. Điện áp ra nó gồm có ba cấp điện ra các bạn, chú ý ba cấp điện ra ha.
ra 120 và ra 130V. Đó là ba cấp điện ra, cái này chúng ta sử dụng được rất là nhiều hệ nha các bạn. Đó. Công suất của nó là bao nhiêu đây? Công suất của nó là 500 VA, 500 VA tức là nửa ký đó các bạn. Đó. Ba cấp điện vào, ba cấp điện ra, nhanh tay sở hữu liền ha. Đó, bạn nào mà chơi cái đầu chơi cái đầu đĩa mà hệ Mỹ đó thì chúng ta sử dụng cái cục này cực kỳ đã luôn, tại vì nó có đường 120V ha. Đây, ngoại hình của nó. Cục nào cũng như mới ha, thành ra thì mình cũng không có soi kỹ cái ngoại hình làm gì. Mất thời gian ha. Đây. Hãng của nó là hãng Gomi Electric ha. Rồi cục số 3, giá 1 triệu, cân nặng của nó là 8,5 kg ha. 1 triệu giá đã bao gồm luôn phí vận chuyển nha, công suất của nó là 500 VA. Rồi, tiếp theo cục số 4. Cục số 4 này thì các bạn cũng phải cực kỳ nhanh tay lên nha. Nhanh tay lên các bạn, những cục nào mình nói các bạn nhanh tay thì các bạn cứ nhanh tay lên cầm sẵn điện thoại ha. Cục số 4 này nó có giá là 1 triệu mốt này các bạn, cân nặng của nó là 9 kg. Trọng lượng của nó là 9 kg ha, giá của nó là 1 triệu mốt đã bao gồm luôn phí vận chuyển nha. Cục này là của hãng Yakawa, công suất của nó là 500 VA. Công suất của nó 500 VA, điện áp vào của nó thằng này á, thì nó sẽ có 4 cuộn ở trong cái cục viên áp này. Cục này rất là đặc biệt nha các bạn, cục này cực kỳ đặc biệt luôn. Nó sẽ có 4 cuộn ở trong cái cục này, thành ra thì cái điện áp vào của nó gồm có bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 1 này, 3 này. Điện áp vào của nó sẽ gồm có 4 cấp điện vào ha các bạn. Từ từ mình sẽ giải thích cho các bạn coi. 4 cấp điện vào và bao nhiêu đây? 1, 2, 3. Điện áp ra của nó cũng có 4 cấp điện ra ha các bạn. 4 cấp điện vào, 4 cấp điện ra. Đầu tiên thì chúng ta để ý nó sẽ có 2 cuộn ha. U1, U2 là 1 cuộn. V2, V1 là 1 cuộn ha. Bên đầu ra cũng vậy. U1, U2 là 1 cuộn. V2, V1 là 1 cuộn ha. Sở dĩ nó làm như vậy, chúng ta tách biệt như vậy để chúng ta sử dụng nó linh hoạt ha. Chúng ta cấp cái nguồn điện nào vào cũng được. Ví dụ như tôi vào là 200V đi. Đây, tôi lấy U1, V2. Rồi tôi vào là 220V đi. Thì tôi sẽ lấy V2 với U2. Rồi tôi vào 240V đi. Tôi lấy U1 với V1. Thì trước khi mà gửi hàng thì mình sẽ đánh dấu vào 220 cho các bạn nha. Các bạn cứ yên tâm. Còn cái điện áp đầu ra của nó, rất là đa giải điện ra ha các bạn. Ra 10V này. Ra 100V này, ra 120V, các bạn lưu ý 120V hệ Mỹ nha các bạn, hệ Mỹ, hệ Nhật luôn nha. Thì chúng ta nếu mà chúng ta lấy U1 với U2 ra thì chúng ta sẽ được 10V nha. Chúng ta lấy U1 với V2 chúng ta sẽ được 100V. Chúng ta lấy U1 và V1 chúng ta sẽ được 120V. Đó. Còn chúng ta lấy U2, V2 thì chúng ta sẽ được 90V. Chúng ta lấy U2, V1 chúng ta sẽ được là 110V. Đó. Cực kỳ lợi hại luôn rồi. Trước khi gửi hàng thì mình cũng đánh dấu cái điện ra cho các bạn luôn ha. Điện ra 100V và điện ra 120V và điện vào là 220V. Đó, mình sẽ đánh dấu sẵn cho các bạn luôn để các bạn không có phải lúng túng nha các bạn đó. Nhanh tay sở hữu liền. Cục số 4 này chỉ có một cục duy nhất thôi. Cục này thì cực kỳ đập luôn các bạn. Nó là cục này cực đập luôn á. Rồi, cân nặng của nó là 9 kg ha. Giá của nó là 1 triệu mốt đã bao gồm luôn vận chuyển ha. Công suất của nó là 0,5 kg. Rồi tiếp theo là số 5. Số 5 này thì mình có tổng cộng là 4 cục ha. 1, 2, 3, 4. 4 cục thì ngoại hình y chang như nhau. Cục nào cũng mới 100%. À, xin lỗi các bạn, cục nào cũng như mới hết ha. Những cái này tháo tủ điện này tức là nó đã sử dụng rồi, thành không có nói 100% được. Bạn chỉ nói là như mới thôi ha các bạn. Đó. Cục nào cũng như mới ha. À, công suất của nó là 700 VA. 700 VA tức là 0,7 kg đó các bạn. Hãng sản xuất của nó là hãng Sanwa. Hãng Sanwa ha. Cũng những cục này đời rất là cao nha các bạn. Đời nó đời 2012 này các bạn. Nó sản xuất tháng 10 năm 2012 này. Điện áp vào của nó gồm có 3 cấp điện vào. Vào 108, vào 200, vào 220. Điện áp ra thì nó 1 cấp điện ra. Ra 100V. Tức là cục này chúng ta sử dụng hệ Nhật thôi nha. Đó, đó 4 cục. Cục số 5. Cục số 5 giá là 950.000. 950.000 giá đã bao gồm luôn phí vận chuyển nha các bạn. Công suất của nó là 700 VA, tức là 0,7 kg, và trọng lượng của mỗi cục là 9 kg ha. Đó, cục nào cũng như mới hết nha các bạn. Cục nào cũng như mới hết, 4 cục y chang như nhau hết. Thành ra 4 cục nó sẽ đồng giá ha. Rồi nhanh tay chỉ có 4 cục thôi ha. Công suất là 0,7 kg, giá 950.000 đã bao gồm luôn phí vận chuyển, 3 cấp điện vào và 1 cấp điện ra. Rồi, qua đến cục số 6. Cục số 6 này có trọng lượng là 9,5 kg ha. Cục này nó đề công suất là 0,5 kVA. Thực sự ra 0,5 là nó sẽ giới hạn công suất rồi các bạn. Cái này tại vì cái cục này là sát 1 kVA nha các bạn. Thành ra cục này thì các bạn có thể sử dụng 1 kVA thoải mái luôn ha.
Đó, tại vì cái trọng lượng của nó thì các bạn cứ sử dụng một KVA thoải mái ha, các bạn cứ yên tâm sử dụng, tại vì mình bán những cái này mình có kinh nghiệm nhiều rồi ha. Tại vì cái này nó giới hạn cho chúng ta là 0.5 thì chúng ta không có sử dụng quá tải nhiều thôi. Trọng lượng của cục này là 9,5 kg ha. Này của hãng gì đây? Shinse Denki này, sản xuất ở bên Tokyo, Nhật Bản này các bạn. Đó, công suất test của nó là 1 kVA này các bạn, tức là trước khi mà nó xuất xưởng là nó test với cái mức công suất là 1 kVA này các bạn. Cục này như mới luôn ha, cục số 6 giá là 1.150.000, đã bao gồm những vận chuyển ha các bạn. Gồm có 3 cấp điện vào, 180, 200, 220 và 3 cấp điện ra. Ra 90, ra 100 và ra 110. 100 này chúng ta sử dụng hệ Nhật ha, 110 chúng ta sử dụng hệ Mỹ. Đó. Cục số 6 giá là 1.150.000, đã bao gồm những vận chuyển nha các bạn. Đó, ngoại hình thì xuất sắc như mới luôn. Không chê vào đâu được ha. Rồi, xong cục số 6. Được đã ha. Đó, cục này các bạn cứ thử sử dụng 1 KVA thoải mái nha các bạn. Đấy, xa. Tiếp theo là đến cục số 7. Cục số 7 này là của hãng Nunome Electric này các bạn. Cục này có trọng lượng là 12 kg, giá bán của cục số 7 là 1,5 triệu, đã bao gồm luôn phí vận chuyển ha. Cục này thì công suất nó đề là 1 kVA. Cái cục này thì nó mới sản xuất năm vừa rồi các bạn. Cục này phải nói là đời bây giờ luôn chứ không phải đời mới nữa ha. Sản xuất năm 2018 này các bạn. Không hiểu sao là cái máy nó mới sử dụng có 1 năm, tại sao nó lại thải qua đây ha. Nhìn gì cái cục này nó như mới các bạn. Đó, công suất của nó là 1 kVA ha. Cục này đời 2018 luôn mới ghê chứ. Điện vào của nó gồm có 3 cấp điện vào. Vào 180, vào 200 và vào 220. Điện ra của nó gồm có 2 cấp điện ra. Ra 100V và ra 110V. Thì trước khi gửi hàng thì lúc nào mình cũng đánh dấu đường vào đường ra hết cho các bạn ha. Các bạn cứ yên tâm, không có phải lúng túng về vấn đề mà câu dây điện ổ cắm cho đâu nha. Đó, mình có đi ghi chú sẵn với các bạn, 3 cấp điện vào và 2 cấp điện ra. Ra 100V chúng ta sử dụng hệ Nhật và ra 110V chúng ta sử dụng hệ Mỹ ha. Công suất của nó là 1 kVA, giá của nó là 1,5 triệu, đã bao gồm những vận chuyển và cân nặng của nó là 12 kg ha. Ngoại hình của nó thì như mới, không có gì bàn cãi hết à. Bên này nó có cái miếng phe nhựa đây, nó hơi mẻ chút xíu, nó chẳng có ảnh hưởng cái gì hết. Rồi, ok, xong, cục số 7. Rồi, qua đến cục số 8. Qua đến cục số 8, cục này thì nó có trọng lượng là 13 kg ha. 13 kg, bởi vì cái xác này là cái xác 1.5 kVA đó các bạn. Xác này là xác 1.5, cục này là rất là đặc biệt, cục này phải nói là siêu đặc biệt luôn nha các bạn. Cầm sẵn điện thoại đi các bạn, mình giới thiệu xong là các bạn bấm số liền ha. Cục số 8 giá là 1,5 triệu, đã bao gồm luôn phí vận chuyển ha. Điện áp vào của nó, đây điện áp vào của nó, công suất của nó đề danh định là 900VA. 900VA thì cục này thì các bạn cứ xài 1.000 một ký thoải mái ha các bạn. Tại vì cái xác cục này là xác 1,5 kg, thành ra các bạn cứ xài 1 kVA thoải mái luôn. Điện vào của nó gồm có 4 cấp điện vào các bạn. Xin lỗi các bạn, điện vào của nó gồm có 2 cấp điện vào ha, vào 200 và vào 220. Điện ráp ra của nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Điện áp ra của nó gồm có 6 cấp điện ra ha các bạn. Ra 100V, ra 110V. Đây, cái đường dưới này mới cực kỳ lợi hại luôn các bạn. Đó. Ra 16V, ra 18V, ra 20V. Những cái đường này thì để nó đi vào cái tủ điều khiển này, nó qua cái cầu chỉnh lưu để nó lấy nguồn DC ra, nó điều khiển cái tủ ha. Thì với cái nguồn 16V này, 16V AC này thì sau khi chỉnh lưu thì chúng ta được khoảng độ 23,5V ha các bạn. Nguồn 6V với 18V thì sau chỉnh lưu chúng ta được khoảng 26V. Đó, đại loại như vậy đó ha. Thành rằng là những cái đường này á thì các bạn mua thêm cái cầu chỉnh lưu về, các bạn lấy cái nguồn DC ra các bạn dùng ha, cực kỳ lợi hại luôn cái đường này các bạn. Một nồi luôn, 2 cấp điện vào và một nồi cấp điện ra luôn. Cái này của hãng Okazaki này, Okazaki sản xuất ở bên Nhật luôn ha các bạn. Công suất của nó là 900VA. Rồi, giá của nó là 1,5 triệu, đã bao gồm lưu vận chuyển ha các bạn. Rồi, qua đến số 9 là một cục, các bạn cứ thấy cái tem đặc trưng như vậy là mình nhìn là mình biết là của hãng Kasuga rồi ha. Cục này có công suất là 1000VA.
1000 VA, tức là 1 kVA là 1 ký đó các bạn. Đó, điện áp vào của nó gồm có 3 cấp điện vào, vào 180, vào 200 và vào 220. Điện áp ra của nó gồm có 2 cấp điện ra, ra 100 và ra 110V. Thì qua đó chúng ta sử dụng hệ Nhật và hệ Mỹ đồng thời luôn. Đó. 3 cấp điện vào và 2 cấp điện ra, giá của nó là 1,5 triệu đã bao gồm luôn cái chuyển. Hai cục này có cân nặng là 12 ký à. Về cái ngoại hình của nó thì cũng xuất sắc luôn, không có gì để bàn cãi hết nha. Đó, nhanh tay chọn lựa ha. Tại vì hôm nay thì cái số lượng hàng nó nhiều, thành ra thì mình nói hơi nhanh, thành ra thì các bạn vui lòng các bạn thông cảm nha. Bạn nào mà coi không kịp thì có thể tua lại coi cho kỹ ha. Tại vì số lượng hàng nó nhiều, mình phải tranh thủ lên, nó có mất thời gian lắm ha các bạn. Rồi, cục số 9 giá là 1,5 triệu đã bao gồm lưới vận chuyển ha các bạn. Rồi, qua đến cục số 10. Cục này có cái công suất là 1,5 kVA. Cục này là rẻ nhất. Rẻ nhất, thì mình phải nói là giá rẻ nhất trong dòng là 1,5 ký nha các bạn. Các bạn phải nhanh tay lên, chỉ có cục này là giá mềm nhất thôi ha các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì cục này nó chỉ có một đường điện ra thôi ha, một đường điện ra 100V, chúng ta sử dụng hệ Nhật thôi ha, chúng ta không có sử dụng hệ Mỹ. Đường điện vào của nó gồm có 3 cấp điện vào, vào 180, vào 200 và vào 220. Điện ra của nó gồm có một cấp điện ra, ra 100V và công suất của nó là 1,5 kVA, trọng lượng của nó là 14,5 ký ha. Giá của nó là 1,5 triệu đã bao gồm luôn vận chuyển ha. Đó. Những cái cục này nó nặng nề quá, ngoại hình của nó thì xuất sắc luôn, không có gì bàn cãi hết ha. Đây, không có gì để chê hết. Đây, sẵn quay là quay bốn mặt luôn này. Thôi, sẵn bốn mặt thì chỉ coi cái mặt đáy luôn. Đó, như mới hết này các bạn. Rồi, xong cục số 10, giá 1,5 triệu đã bao gồm lưới vận chuyển ha, công suất 1,5 kVA, giá rất rẻ ha. Rồi, qua đến cục số 11. Cục số 11 có giá bán là 1,8 triệu đã bao gồm luôn phí vận chuyển. Cục này có cân nặng là bao nhiêu đây? Cục này có cân trọng lượng của nó là 15 ký ha. Công suất của nó là 1,5 kVA. Công suất của nó là 1,5 kVA. Nặng 15 ký. Điện vào của nó gồm có 3 cấp, 2 cấp điện vào ha, vào 200 và vào 220. Điện ra của nó gồm có 2 cấp điện ra, ra 100V và ra 110V. Thì qua đó thì chúng ta sử dụng đồng thời được hai hệ luôn ha. Chúng ta sử dụng hệ Mỹ 100V và chúng ta sử dụng hệ Nhật là xin lỗi các bạn, chúng ta sử dụng hệ Nhật là 100V và hệ Mỹ là 110V. Đó. À, 2 cấp điện vào, 2 cấp điện ra, trọng lượng 15 kg, công suất 1,5 kVA, giá là 1,8 triệu đã bao gồm luôn vận chuyển nha các bạn. Ngoại hình của nó thì cũng keng luôn, không có gì để nói hết mấy cục này về ngoại hình ha. Đó. Đây là của hãng gì đây? Cái tem của nó mờ quá rồi, không có đọc được. Tabasashi gì đó, Tabasashi đó các bạn. Tem nó mờ quá, không đọc được. Rồi, xong. Cục số 11, giá 1,8 triệu ha, công suất 1,5 ký. Giá đã bao gồm lưới vận chuyển nha các bạn. Cũng có thể nói là hôm nay là cả ngày hội của 1,5 ký sao đó các bạn. Hôm nay toàn thấy hàng 1,5 ký không à. 1,5 ký nhiều lắm các bạn. Đây, tiếp tục là một cục 1,5 ký nữa. Cục này có trọng lượng là 15 ký ha. Giá bán của cục số 12 này là 1,8 triệu đã bao gồm lưới vận chuyển nha các bạn. Này của hãng Kodansha gì này các bạn. Điện vào của nó gồm có 2 cấp điện vào, vào 200V và vào 220V. Điện ra của nó gồm có 2 cấp điện ra ha các bạn. Ra 100V và ra 110V. Qua đó chúng ta sử dụng đồng thời hai hệ Nhật và hệ Mỹ luôn ha. Cục này có giá là 1,8 triệu đã bao gồm lưới vận chuyển ha. Cục số trọng lượng của nó là 15 kg. Công suất của nó là 1,5 kVA. Ngoại hình của nó thì không có gì để nói hết ha. Hoàn hảo hết. Rồi, xong cục số 12. Rồi, qua đến cục số 13. Cục số 13 thì công suất của nó cũng là 1,5 kVA. Giá của nó là 1,9 triệu nha các bạn. Cục này thì giá nó hơi cao. Bởi vì sao? Bởi vì này nó sẽ đi với cái ngoại hình nha. Cục này phải nói là như mới luôn. Ngoài ra không? Ngoài cái từ như mới ra thì không có gì để diễn tả hết á. Về cái cục này, chỉ có hai từ diễn tả thôi, như mới. Công suất 1,5 kVA, hãng cái gì đây? Biết tiếng Nhật không mà không có đọc được. Trọng lượng là 15 ký, giá bán 1,9 triệu đã bao gồm lưới vận chuyển ha. Điện vào của nó gồm có 2 cấp điện vào, vào 200 và vào 220. Điện ra của nó gồm có 2 cấp điện ra, ra 100V và ra 110V. À, các bạn, đó, cục này thì ngoại hình phải nói là như mới, xuất sắc thì cũng không đúng. Nói là như mới thôi ha. Rồi, không có gì để bàn cãi nha. Rồi, một cục 1,5 kVA, nhanh tay sở hữu lên.
cục số 13, giá chỉ có 1 triệu 9 thôi, đã bao gồm lưới vận chuyển ha các bạn. Rồi, tiếp theo là cũng một cục luôn, cũng một cục, phải nói là như mới luôn. Ngoài cái từ như mới ra thì không có từ gì nào để diễn tả hết ta. Cục này là cục số 14, giá của nó là 1 triệu 7, cân nặng của nó là 16 kg rưỡi ha. Vì sao nó nặng hơn 13 mà giá của nó lại rẻ hơn thì đây. Bởi vì điện vào của nó gồm có hai cấp điện vào này các bạn. Nó gồm có 3 cấp điện vào và 1 cấp điện ra. Này của hãng Nunomi Electric luôn ha các bạn. Sản xuất bên Tokyo, Nhật Bản luôn ha. Công suất của nó 1.5 kg luôn ha. 1.5 kVA. Điện vào của nó gồm có 180, 200 và 220. Điện ra của nó gồm có 1 cấp điện ra là ra 100V. Đó, cục này thì cũng phải nói là như mới luôn. Công suất 1.5 kVA. Cân nặng của nó là 16 kg rưỡi ha các bạn. Rất là nặng. Cục này rất là nặng ha các bạn. Đó, ngoại hình của nó thì không có gì để chê hết ha. Rồi, cục số 14 giá là 1 triệu 7. 1 triệu 7 đã bao gồm luôn phí vận chuyển ha các bạn. 3 cấp điện vào và 1 cấp điện ra. Rồi, tiếp theo là hai cục 15 và 16. Hai cục 15 và 16 ha. Đây, các bạn coi. Đây, các bạn coi. Cục số 15 giá của nó là 1 triệu 6 và cục số 16 giá của nó là 1 triệu 8. Hai cục nó đồng ký nhau, vì sao nó sẽ lệch nhau 200.000? Là bởi vì cục số 15 này thì nó gồm có 3 đường điện vào, xin lỗi các bạn, nó gồm có 2 đường điện vào này các bạn. Vào 200 và vào 220, và đường điện ra của nó chỉ có 1 cấp điện ra thôi ha các bạn. Đó, ra là 100V. Thì còn cục này thì nó sẽ có hai đường điện vào luôn, vào 200 và vào 220. Nhưng mà cục này thì nó sẽ có 3 đường điện ra ha các bạn, ra 100 và ra 110V ha. Công suất của mỗi cục là 1.500 VA, tức là 1.5 kVA đó các bạn. Giá của cục số 16 này là 1 triệu 8 và giá của cục số 15 này là 1 triệu 6 ha. Giá đã bao gồm luôn phí vận chuyển ha các bạn. Ngoại hình của nó cũng đều như mới hết ha. Không có gì để bàn cãi hết. Đấy. Lúc nào mình cũng cố gắng mình xoay cho các bạn coi. Rồi, xong. Hai cục 15 16. Rồi, qua đến cục số 17. Cục số 17 này thì công suất của nó là 1.5 kVA. Đây này các bạn. Công suất của nó là đây nè, 1.500 VA này. Công suất của nó là 1.5 kVA. Trọng lượng của nó là 18 kg, giá của nó là 2 triệu rưỡi ha các bạn. Các bạn cầm điện thoại lên các bạn gọi liền ha. Alo, tôi chốt cục số 17 ngay nha, không có là các bạn sẽ mua không kịp nha. Các bạn coi mình giới thiệu xong các bạn mua không kịp, thật sự mình khuyên các bạn cục nào mình nói các bạn cầm điện thoại là các bạn phải cầm sẵn ha. Bởi vì sao? Bởi vì cục này thì nó sẽ có hai hệ cho chúng ta sử dụng ha các bạn. Cục này cho nó vừa có hệ Nhật và vừa có hệ Việt Nam ha các bạn. Đó, tức là nó có nguồn 220 cách ly ra đó các bạn. Nó coi đến đây coi như các bạn sẽ mua không kịp rồi. Rồi, đây ở đây bên này đầu vào của nó sẽ có hai cuộn ha. Đây là một cuộn 220, đây là một cuộn 220. Ví dụ chúng ta vào cuộn này đi thì chúng ta sẽ lấy ra được cái cuộn này 220 cách ly. Hoặc là nếu mà chúng ta vào cuộn này đi thì chúng ta sẽ lấy được hai cái cuộn này 220 V cách ly. Thì tất nhiên là trước khi gửi hàng lúc nào mình cũng có đánh dấu vào ra cho các bạn hết rồi ha. Ở bên này thì nó là một cái cuộn 100. Bên này nó là một cái cuộn 110V ra ha. 110V này chúng ta sử dụng đồng thời hai hệ luôn ha, hệ Nhật và hệ Mỹ rồi chung với nhau luôn. Thì chính vì đó coi như là cái cục này thì nó sẽ có 3 hệ điện chúng ta sử dụng ha, hệ Nhật, hệ Mỹ và hệ Việt Nam. Nhanh tay sử dụng, nhanh tay sở hữu liền ha. Cục số 17 giá chỉ có 2 triệu rưỡi thôi, đã bao gồm luôn phí vận chuyển nha các bạn. Cục này cực kỳ hiếm luôn các bạn. Phải nói là vô cùng hiếm luôn chứ không phải là cực kỳ nữa các bạn, tại vì những cái cục nào mà có đường là 220V ra rất là hiếm ha các bạn. Tại vì những cái hệ đó là hệ châu Âu, hệ Mỹ, thành ra mình không có làm những cái hệ đó, thành ra thì mình không có lấy. Còn những cái hệ Nhật thì rất là hiếm đường 220 ha các bạn. Đó. Một đường điện vào và 3 đường điện ra và 2 đường điện ra ha. Vào 220 và ra 110 và 220V cách ly. Đó, cục số 18. Xin lỗi các bạn, cục số 17 trọng lượng là 18 kg, giá 2 triệu rưỡi đã bao gồm lưới chuyển ha, ngoại hình thì như mới luôn. Đó. Ấy xa. Này nó của hãng gì đây không biết nữa. Asemi gì này.
Xiaomi tem nó mờ quá không đọc được. Còn thấy cái số 1500 VA ở đây. Rồi, xong. Xong cục số 17. Rồi, bắt đầu tới hàng khủng long bảo chúa rồi các bạn. Cục số 18 giá là 2,2 triệu. Cục này thì nó có công suất là bao nhiêu đây? Cục này có công suất là 1.8 kVA. 1.8 này tức là nó giới hạn công suất lại rồi ha các bạn. Còn cái xác này là xác 2 kVA các bạn. Thành ra thì cục này thì mình cứ bao cho các bạn sử dụng 2 kVA thoải mái ha. Đây. Cái này nó của hãng gì đây không biết. Ít. Nặng nề quá. Cục này nó có trọng lượng là 18 kg ha. Nó của hãng Swallow này các bạn. Swallow là các bạn. Điện vào của nó gồm có 3 cấp điện vào. Vào 180, vào 200 và vào 220. Điện ra của nó gồm có 3 cấp điện ra. Các bạn lưu ý 3 cấp điện ra. Mình cứ nói các bạn lưu ý 3 cấp điện ra là các bạn phải nhanh tay sở hữu liền ha các bạn. Ra 100V, ra 110V và ra 115V. Đó các bạn. Cái 100V và 110V, 115V này là hai hệ các bạn. Hệ Nhật là 100, hệ Mỹ là 115V ha. Đó các bạn nhanh tay sở hữu lên là cục số 18 chỉ có duy nhất một cục thôi. Công suất của nó là 1.8 kVA. Giá của nó là 2,2 triệu. Đã bao gồm đúng cái điện chuyển ha các bạn. 3 cấp điện vào và 3 cấp điện ra. Rồi bắt đầu tới hàng khủng bố rồi các bạn. Thật sự nói thật với các bạn, giới thiệu những cái cục này rất là cực. Cực lắm các bạn, nhìn những cái cục sắt này, các bạn coi này, nó nhỏ xíu xiu rồi các bạn. Đó, nó chỉ có khoảng tầm 18 vuông thôi. Nó rất là nặng nha, nặng 20 kg. Lui cui mà cái cục này mà các bạn sơ ý mà các bạn làm rớt vào chân là coi như là gãy chân như chơi đó. Các bạn không đùa được mấy cái cục này đâu các bạn. Sắt thép nó rất là nặng nha, cục này nó nặng 20 kg này. Cục số 19 giá là 2,4 triệu. Đã bao gồm những vận chuyển nha các bạn. Cục này là công suất của nó là 2 kVA. Nó của hãng MCA này. Hãng MCA này rất là nổi tiếng về thiết bị điện tử ha, nó của hãng MCA. Đây. Chúng ta cùng coi cái thông số của nó ha. Thông số của nó gồm có 2 cấp điện vào các bạn. Vào 200V và vào 220. Điện ra của nó gồm có 2 cấp điện ra, ra 100V và ra 110V ha. Thì 100V là chúng ta sử dụng hệ Mỹ. À xin lỗi các bạn, 100V chúng ta sử dụng hệ Nhật và 110V chúng ta sử dụng hệ Mỹ ha. Công suất của nó là 2 kVA. Cân nặng của nó là 20 kg, giá của nó là 2,4 triệu, đã bao gồm đúng vận chuyển ha các bạn. Rồi, ngoại hình của nó thì leng keng luôn, không có gì để nói hết ha. Đây, xong cục số 19 ha. Rồi, tiếp theo là một cục này. Cục này là của hệ châu Âu này các bạn. Cục này là hàng châu Âu này các bạn. Hàng châu Âu, GS hàng châu Âu, bởi vậy thì nó sẽ không có cái tiếng Nhật ở trong này. Cục này là hàng châu Âu. Các bạn cứ thấy điện 230V là chắc chắn nó là hàng châu Âu rồi ha. Cục số 20 này giá là 2,5 triệu, đã bao gồm luôn phí vận chuyển ha. Cục này cân nặng của nó là 21 kg và công suất của nó là 2 kVA. Điện vào của nó gồm có 1 cấp điện vào ha các bạn, 1 cấp điện vào. Vào 230, điện ra của nó 1 cấp điện ra là ra 120V. Cục này thì rất là lợi hại ha. Ví dụ ở điện châu Âu thì nó vào 230 để nó lấy 120 nó xài Mỹ ha. Còn ở Việt Nam chúng ta, vào 220V thì chúng ta sẽ ra được là 110V đấy các bạn. 110V thì chúng ta sử dụng được đồng thời cả hai hệ ha, hệ Nhật và hệ Mỹ luôn ha các bạn. Đó, cục này cực kỳ lợi hại luôn. Công suất của nó là 2 kVA ha, nhanh tay sở hữu liền ha các bạn. Chỉ có một cục duy nhất thôi, cục này là hàng châu Âu cực kỳ đỉnh luôn. Đó, không có thể nào mà chê vào được cái cục này. Đó, duy nhất một đường ra chúng ta sử dụng cho hai hệ đồng thời luôn, hệ Nhật và hệ Mỹ luôn ha các bạn. Cân nặng của nó 21 kg, rất nặng nha các bạn. Đây. Đây các bạn coi cái ngoại hình của nó ha, đen keng. Đây, xong, một cấp điện vào, một cấp điện ra. Rồi, cục số 20 giá 2,5 triệu, đã bao gồm luôn phí vận chuyển ha. Wow, trời, giới thiệu những cái hàng khủng bố này không mà mình bỏ lên bỏ xuống không mình vã hết mồ hôi đó các bạn. Rồi, cục số 21 này thì có giá là 2,6 triệu, giá 2,6 triệu đã bao gồm luôn vận chuyển ha. Trọng lượng của nó là 21,5 kg. Đây các bạn có thấy đặc thù tem xanh đỏ này là hãng Kasuga ha các bạn. Đây. Cục này nó có công suất là bao nhiêu đây? Cục này có công suất khủng bố luôn ha. Cục này thì cái xác của cục này là 2.5 kVA này các bạn. Xác này xác 2.5 kVA đó. Cục này thì nó đề công suất của mình là 2000 VA. 2000 VA tức là 2 kg đó các bạn.
Hãng Kasuga, Kasuga điện vào của nó. Điện vào của nó gồm có 3 cấp điện vào ha, vào 180, vào 200 và vào 220. Điện ra của nó gồm có 2 cấp điện ra. Ra 100V và ra 110V ha các bạn. 100V, 110V đó. Qua đó chúng ta sử dụng đồng thời hai hệ luôn, hệ Nhật và hệ Mỹ luôn ha, 3 cấp điện vào, 2 cấp điện ra, công suất là 2 kVA. 2 kVA thì cục này các bạn có thể sử dụng được tối đa là 2.5 kVA thoải mái ha các bạn. Rồi. Cục số 21, cục số 21 cũng nặng 21 kg rưỡi luôn ha, giá 2 triệu 6. 2 triệu 6 đã bao gồm luôn phí vận chuyển ha các bạn. Đó. Ngoại hình của nó thì không có gì để nói ha, leng keng. Leng keng luôn ha. Sẵn rồi thì lật cái đáy luôn. Đấy, xong, ok hết ha các bạn. Đây, xong. Ây xa, rồi. Qua đến cục này nó còn đỉnh hơn là hàng Kasuga nữa. Cục này thì nó nặng hơn chút xíu ha. Cục này thì nó nặng hơn đằng kia. Cục này thì nó là 22 kg ha các bạn. Này trọng lượng nó là 22 kg, nó cũng coi nè. Giới thiệu những cái cục này nó khổ sở lắm các bạn. Rồi. Cục số 22 giá là 2 triệu 7, 2 triệu 7 đã bao gồm luôn phí vận chuyển nha các bạn. Điện áp vào của nó, công suất của nó là 2 kVA. Công suất của nó là 2 kVA. Cái này là nó của hãng Kunidenki này các bạn. Kunidenki này, công suất 2 kVA. Điện áp vào của nó gồm có một cấp điện vào, thôi. Điện áp ra của nó gồm có hai cấp điện ra. Ra 100V và ra 110V. Một cấp điện vào, hai cấp điện ra. Đó. Điện vào thì một cấp điện vào chúng ta đỡ phải lúng túng ha. Điện ra chúng ta muốn lấy điện ra 110 chúng ta sử dụng hai hệ, hệ Nhật và hệ Mỹ nha các bạn. Cục này thì phải nói là như mới luôn. Ngoài ra thì cũng không có từ nào để nhận xét nó hết. Đây. Rồi, như mới luôn ha các bạn. Rồi, lỡ rồi lật cái mặt đít luôn. À, như mới luôn ha. Đây. Dưới này nó có một cái lớp xi, nó còn 7 màu này các bạn. Các bạn coi 7 màu dưới này này. Rồi, cục số 22, giá là 2 triệu 7, công suất là 2 kVA. Giá đã bao gồm luôn phí vận chuyển nha các bạn. Rồi, cứ đến qua những cái hàng khủng long bảo chúa rồi các bạn. Cục này có trọng lượng của nó là 23 kg nha các bạn. Cái xác này là xác 2,5 kg này các bạn. Cục trọng lượng của nó 23 kg này. Cái này nó nằm ở trong cái xác này là xác 2.5 kVA này. Nhưng nhà sản xuất người ta sẽ giới hạn lại cho các bạn. Người ta sẽ giới hạn lại cho các bạn là 2 kVA. Bởi vậy vì sao nó giới hạn là 2 kVA các bạn? Bởi vì khi chúng ta sử dụng hết tải luôn á, tức là chúng ta sử dụng đúng 2 kVA luôn á, thì cái cục này thì nó sẽ không có bị nóng ha các bạn. Thì qua đó thì cục này mình có thể bao cho các bạn sử dụng 2.5 kVA thoải mái ha. Điện vào của nó gồm có 4 cấp điện vào các bạn, rất là nhiều ha. Vào 200, vào 201, vào 202, vào 203. Và điện ra của nó gồm có 2 cấp điện ra, ra 100V và ra 110V ha. Đó, ra 100V, ra 110V. Cái này của hãng Gomi Electric luôn ha các bạn. Cân nặng của nó là 23 kg. Gồm có 4 cấp điện vào và 2 cấp điện ra. Đó. Đây, 2 cấp điện ra nó nằm bên này, điện vào nó nằm bên này. Thì trước khi gửi hàng lúc nào mình cũng có đánh dấu sẵn hết cho các bạn ha. Cục số 23 này giá là 2 triệu 8 ha các bạn. 2 triệu 8 đã bao gồm luôn phí vận chuyển nè. Đó. Cực đẹp ha các bạn. À, không chê vào đâu được. Cái màu này thì nó hơi phản cảm chút xíu ha. Đó, bên này nó còn kỹ này, bên này nó còn xịt cho mình một lớp keo nữa này các bạn. Rất là kỹ ha. Nó đã sơn rồi nó còn xịt thêm lớp keo nữa. Rồi, xong cục số 23, leng keng luôn. Rồi đây, qua đến khủng long bảo chúa đây. Khủng long bảo chúa 3 kVA, cục này đợt trước mình có bán một cục ha, lô vừa rồi mình có một cục, lô này thì nó lại thêm một cục y chang cục vừa rồi luôn, giá cũng không thay đổi luôn các bạn. Giá cũng là 3 triệu 2, đã bao gồm những vận chuyển ha, cân nặng của nó là 26 kg ha các bạn, hãng Kasuga luôn này, công suất của nó là 3000 VA, tức là 3 kVA đó các bạn. Đó. Điện vào của nó gồm có một cấp điện vào ha, vào 220V và điện ra của nó gồm có hai cấp điện ra, ra 100V và ra 110V. Thì cái lô vừa rồi thì khách nào mà mua hụt đó thì đợt này cũng alo liền ha. Cục này cũng leng keng luôn, như mới luôn, không khác gì cái cục vừa rồi hết ha. Đây cho các bạn coi. Rồi, xoay lại coi. Đây, cho các bạn coi cái mặt sau. Đó. Đang kèn hết ha, không có gì để nói hết về cái ngoại hình. Đây, xong, 3 kVA.
3 kva giá là 3,2 triệu, đã bao gồm luôn phí vận chuyển ha, nặng rất là nặng, 26 kg các bạn. Rồi qua đến cục số 25, cục này thì rất là đặc biệt ha. Cục này thì khách nào mà cần cái công suất cao đó thì nhấc điện thoại lên liền, không có thì sẽ mua không kịp ha, tại vì cục này nó rất là đặc biệt. Đây, cục này trọng lượng của nó cũng là 27 kg, trọng lượng của nó 27 kg, công suất của nó là 3 kva, công suất của nó là 3 kva, rất là nặng. Cục này nó đặc biệt ở cái chỗ nào? Nó đặc biệt ở cái đường điện rô. Đường điện rô của nó gồm có đa cấp điện rô các bạn. Điện ra của nó gồm có hai cấp điện ra này, ra 100V và ra 115V. Thì đây nó có sẽ có hai hệ chúng ta này, hệ 100V chúng ta sử dụng hệ Nhật ha, còn hệ 115V này chúng ta sử dụng hệ Mỹ ha. Còn cái đường điện vào của nó, đường điện vào của nó rất là lợi hại các bạn. Lợi hại ở chỗ nào? Thì lợi hại ở cái chỗ đây, mình sẽ phân tích cho các bạn coi cái đường điện vào của nó ha. Đây các bạn coi kích thước của nó này, chỉ có một găng tay thôi đó, 27 kg đó các bạn. Đây, đường điện vào của nó đây các bạn coi này. Vào của nó gồm có 1, 2, 3, 4, nó gồm có 4 cấp điện vào ha các bạn. Vào 200V, vào 220V, vào 400V và vào 460V. Thì có nhiều khách thắc mắc là vào 400V và vào 460V thì cái điện đâu mà vào. Thực sự ra thì khách đó thì chưa biết gì về cái điện của mình ha. Điện của mình là điện điện của mình là nhà khách nào mà có điện 3 pha đó. Đó, cái này là sử dụng nhà khách nào có điện 3 pha đó thì chúng ta sử dụng hai dây lửa ha. Chúng ta sử dụng hai dây lửa, chúng ta vào 400 với vào một chân 400 vào một chân 0 để cho cái cục này nó khỏe ha. Để chúng ta không có sử dụng cái dây trung tính của nhà nước làm gì. Dây trung tính của nhà nước thì nhiều khi nó không có hơi có vấn đề ha. Thành ra thì cục này mà dành cho những nhà khách nào mà đã có điện 3 pha rồi đó, chúng ta sở hữu ngay cái cục này ha. Để chúng ta sử dụng hai pha lửa thì nó rất là khỏe ha các bạn. Đó, hai pha lửa chúng ta vào một đường 400 và một đường 0V thì chúng ta sẽ lấy ra bên này áp chuẩn luôn là 100V và 110V. Bởi vì điện áp của chúng ta Việt Nam chúng ta 3 pha là điện 380V ha. Chúng ta lấy một pha và một dây trung tính thì nó là 220V. Và chúng ta lấy hai dây pha thì nó là sẽ là 380 ha. Đây, ok. Xong, cục số 25. Giá 3,3 triệu, đã bao gồm luôn phí vận chuyển ha. Cục này là hàng hệ châu Âu đó các bạn, không phải hệ Nhật đâu các bạn. Cục này là hệ châu Âu nè. Đó, cục này là hàng hệ châu Âu đó, hàng tháo máy luôn nè, nó có 4 con bù lon để nó bắt vô máy này. Rất là nặng ha các bạn. Cực kỳ đã luôn, 27 kg rồi. Rồi, xong cục số 25. Rồi, cục 26, cuối cùng, cục này là cục cuối cùng của lô hàng ngày hôm nay rồi ha các bạn. Cục này cũng có trọng lượng là 27 kg luôn ha, công suất của nó là cũng 3000 va, tức là 3 kva đó các bạn, hãng Kasuga luôn ha các bạn. Hãng Kasuga luôn. Cục này thì phải nói là ngoại hình của nó đâu. Ngoại hình của nó thì chỉ có một từ thôi. Như mới, ngoài ra thì không có gì để nhận xét hết ha. Cục này thì nó sẽ đa giải điện áp ha. Điện áp vào của nó gồm có 3 cấp điện vào này các bạn, vào 180, vào 200 và vào 220. Điện áp ra của nó gồm có 2 cấp điện ra, ra 100V và ra 110V. Thì chúng ta sử dụng được hai hệ luôn ha, hệ Nhật và hệ Mỹ ha các bạn. Đó, cục này là cục cuối cùng, là cục số 26 này, giá là 3,5 triệu này các bạn. Giá 3,5 triệu đã bao gồm luôn phí vận chuyển ha. Các bạn chỉ thanh toán cho mình 3,5 triệu là các bạn ở nhà các bạn nhận hàng thôi. Còn những cái việc mà khuân vác nặng nề này kia nọ thì đã có bên mình và bên vận chuyển lo rồi ha. Rất là nặng ha các bạn, 27 kg. Thì thường những cái hàng này thì đa phần là mình sẽ đi thùng xốp cho các bạn hết chứ. Chứ nếu mà gói theo thùng giấy bình thường là mình bảo đảm các bạn nhận được hàng là các bạn sẽ không còn nhận ra cái cục này. Nó banh chành hết cái này luôn các bạn. Thành ra là cái chi phí vận chuyển của những cái hàng này nó rất là cao ha. Đó, các bạn coi đó. Rất là nặng này đó. Chỉ một từ nó để nói thôi, như mới, ngoài ra không có gì hết. Đây, cục số 26, trọng lượng 27 kg, giá là 3,5 triệu, đã bao gồm luôn phí vận chuyển. Và khách nào mua thì cứ nhấc điện thoại lên alo cho mình, số điện thoại là 0938 617 738. Thì cục số 26 này cũng là cái sản phẩm cuối cùng của cái lô hàng ngày hôm nay rồi. Thì các bạn quá trình theo dõi video thì các bạn cứ vui lòng bấm nút like để ủng hộ mình. Còn khách nào mà chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.